Anh em chúng tôi đang có mặt tại Điền Xá nhé, với rất nhiều tác phẩm trong vườn này, đặc biệt là những tác phẩm mini bonsai mà bonsai chính hiệu đang đứng ở xa xa kia để chúng bonsai ghi hình gần lại cho anh em xem nhé. Chào, hôm nay là giao dịch mấy tác phẩm ở vườn này. Chào bonsai chính hiệu nhé. Chào anh Trung. Đây, anh thích tác phẩm nào chưa? Cũng rất thích nhiều anh Trung ạ. Đó anh em. Cơ bản là mình có chủ tiền để một khách về thôi. Cái này là có đường số mấy nhỉ anh hiệu nhỉ? Đường số 6 nhá, ngay gần trụ đường thôi anh em ạ. Anh em vào đến nơi là rất nhiều tác phẩm mini, và tí nữa anh bạn trẻ anh sẽ giới thiệu, chúng tôi sẽ ra một lưu một vài tác phẩm đây. Đó, để quay không gian vườn nhé. Theo như anh chủ nhà thì anh nói là những tác phẩm này cứ bình quân là 550. Không biết là có phải không nhá, thì đây là của ông con. Con này là búp đỏ hết à anh? À búp đỏ hết. Rồi. Hôm nay là có Thuyến và đang phục vụ sóng hồng nhá. Rất nhiều anh em Nga Sơn đã có mặt tại Điền Xá đây, Nam Trực đây. Con này giống sung nhỉ? Lộc Vương quá. Sung là con bên này. Con bên này thì to ngang con của Hiệu rồi. Đó. Anh ơi, con sung này chắc nhiều tiền đấy nhỉ anh nhỉ? Con này 220. À rồi. Trước đó là anh Hiệu anh cũng mua một con lá giống vậy. Trong festival Thanh Hóa. Nhưng mà có cái phương pháp gì cho quả nó nhiều như cái này không anh? Thì vì bọn em mua về cũng lâu rồi mua, mà nó quả kiếp này nó hay tốt quá hay sao ấy. Thấy lá ở trong đấy là lúc nào ăn gỏi đây anh ạ. Tùy theo từng giống. À vâng. Em tưởng là ngoài này có anh có cái phương pháp gì thì chỉ giáo bọn em tí. Anh em, cái sung này thì... À cái cây giống giống này đúng không? Vâng. Mua có thể cháu ở đây chứ. Để con sung này nãy anh bảo 220 nhỉ? Và anh em nào thiện chí nhá, thì alo tí nữa là chúng bonsai sẽ hỏi số điện thoại để cho ở đầu clip luôn. Anh em có thể về trực tiếp vườn đây, có rất nhiều tác phẩm mà, đặc biệt là những cây đặc sắc có 102. Đuối. Đấy. Mình rất thích con trứng gà này nha em nhá. Thì một con trứng gà nó có 102. Quá đẹp. À, đẹp. Hôm nay nó nắng quá không biết quay kiểu gì, không nhìn thấy màn hình luôn anh em ạ. Đây, có to thì có nhỏ, đây những tác phẩm bonsai mini nó chỉ tầm 800 đến 1 triệu nhá, tùy thuộc vào từng cây anh em ạ. Thì bác nào quan tâm thì đang sắp xếp về Nam Trực Điền Xá đây thì có rất nhiều. Có nhiều đấy anh em này. Mai chú thủy đang vào hè rồi, hoa rất là nhiều. Đây là những cây xì búp đỏ mini nhé, giá trị của nó chỉ vài trăm k một cây thôi. Giá trị thì bình thường thì chỉ vài trăm k một cây, nhưng mà đã được kín lên đá nhé. Những tác phẩm này chỉ chờ một thời gian thôi anh em ạ. Người thợ người ta làm rất là tốt. Hôm nay là những tác phẩm này thì 200-300k, 400-500k đã có một cây rồi anh em ạ. Nhiều lúc các bác vào vườn là không dám hỏi, chứ thực ra với số lượng cây mà đẹp như này này, anh em cứ đến nơi trực tiếp nhé. Đây những cây sung có 102. Đó. Cây sung này thì quả rất sai, dáng bay. Đấy, quả đấy anh em nhé. Uống rất là nhiều. Chia sẻ với anh em một trong những cây khế dáng quần thụ. Cây này có tuổi đời nó quá là nhiều năm rồi. Thì anh chủ vườn này anh cũng đã đinh về và đang tạo tác vào đây nhá anh em nhá. Với những tác phẩm như này thì thực ra là
chỉ chờ vài năm nữa thôi thì nó là cây rồi, vì uốn éo trên một cái đồi này nhé, đặc biệt là những nhát cắt thì nó đã xe vén rồi, các anh em xem đã vén rất kỹ rồi. À, đến nơi một phát là chúng tôi đã phải ghi hình luôn. Bên trong là những tác phẩm rất là uốn éo đó, vài trăm ca rồi anh em nha. Con này thì non thôi nhưng mà giá trị của nó chắc là ok rồi. Cục đó nha các bạn nha, những hàng u cục như này thì ok thôi, nhỏ nhắn xinh xắn. Đây, rành rành nhá. À, như tác phẩm nhỏ như này thì người ta luôn để một cái khay chậu anh em ạ. À, thì là mùa hè này mà nắng 40 độ như này mà chúng tôi ra đây thì hôm nay cũng là nắng rất là to. Anh xem, anh em xem đến nỗi mà mình quay mà mình không nhìn được màn hình nữa anh em ạ. À, thì có nhiều điều thiếu sót cũng như là không thể đăng tải hết được cho anh em được. Thì quay một số tác phẩm đây. Đấy, vào đến nhà vườn này chỉ vài trăm ca thôi. Anh biết được cái giá là nó không đắt không được nhá. Mình muốn chơi một tác phẩm mini này thì mình cứ chọn là kỹ. Đó. Gió to quá. Cái con kế gân này nhiều tiền không nhỉ? Con đấy là vào 4 triệu. 4 triệu. Đó, đã uốn làm đẹp hết rồi. Trước cái cây sung mà giống cái sung ngoài kia này anh Hiệu mua chứ, ở triển lãm Festival Thanh Hóa. Ông bố bảo như của ông cháu nào đây. Giống hệt mình đang nhìn hai cây giống nhau nhỉ? Trong đây có ông ấy đăng. Đấy. Chơi như thân với em thôi. Rồi. Lại tay này mua ấy. Đây, anh em ơi, những tác phẩm đấy nha. Thì trước khi vào là anh chủ nhà anh nói là cây nhỏ của ông con, cái to của ông bố. Nên là đấy. Tiến Mai đâu rồi? Tiến Mai đang quay bên kia à? Rồi đây. Anh em biết Hiệu nó đang thích khế rồi anh em ạ. Vì là vợ đang là nghén hay sao đang muốn mua một cái khế về. Con khế đấy quá chứ nhờ. Đó nha. Vâng. Mình quay tí là mình thấy mệt rồi mà bọn xe chính hiệu đang quay ngoài nắng chang chang 40 độ anh em ạ. Đó, tay đấy. Những cái loại mẫu đơn này thì mình cứ bình quân bao nhiêu tiền cây nhỉ? Nhỏ nhỏ này. À, trên dưới triệu nha anh em nhá. Đấy giá ngoài này thì rất là hợp lý thôi. Các bác nào mà quan tâm thì về trực tiếp Nam Trực đây. Nó khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? À, vẫn 3 triệu rưỡi ạ. À? Giống như... Nên nói cái trứng gà bao nhiêu tiền nhỉ? 300. Chia sẻ với anh em luôn lại cái trứng gà để tôi cũng xin được dừng video nhé. Thì thực ra quay nhưng mà chẳng nhìn thấy gì đâu anh em ạ. À, cái trứng gà này nó có những cái đường chạy rất là hay, thì mình chỉ có lên máy lại gần thì mình mới phát hiện được thôi. Đó nha. Đấy. Đấy, 300 triệu nha. Bác nào mà thực sự hiểu được giá trị đích thực của nó nhé. Thì những cái cây mà đến 10 người xem thì 11 người thích về thì anh em nào mà thực sự mà muốn sở hữu nó cơ thì mình mới được cái đánh giá được rõ nét được. Thì bây giờ mà chúng tôi mà nói qua thì anh em lại bảo là giá trị của nó được thổi lên, nhưng mà chúng tôi cũng không phải là những người chuyên đi thổi giá nhé. Đây là cái giá để cho các bác các anh em nào tham khảo thôi. Mình cảm thấy ưng nhá. Thì đây này mình mới sở hữu được. Được rồi. À, mình cũng xin được dừng video ở đây, hẹn anh em ở video sau đi. Anh em cố gắng và xem và nhớ về vườn ủng hộ nhá. À, xin thân ái chào tạm biệt anh em. À, để ghi số điện thoại.
Anh ơi, nhà vườn mình vẫn giao lưu những tác phẩm to trong vườn chứ nhỉ? Có chứ. Anh đọc hộ số điện thoại cho anh em nếu mà xa người ta về tham khảo tí được không ạ? 0918 0918 223 223 688 688, anh tên là gì nhỉ? Thạo. Dạ. Thạo. À, anh Thạo nhá. Anh em nhá. Anh em vào mà về tận đây thì cứ alo trực tiếp với anh Thạo Nam Định đây. Chủ nhà vườn, một trong những nhà vườn mà nếu mà chung bonsai đi qua đây cũng rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay mới có dịp vào, có rất nhiều tác phẩm mà nói là cây công trình thôi, nhưng mà cây nghệ thuật anh em ạ, đặc sắc có 102. Có những cây mà đã từng mang đi triển lãm rồi, cũng được rất nhiều anh em trong ngoài nước đánh giá rất cao nhé. Thì số điện thoại chung bonsai cũng vừa xin ở trên rồi, anh em nhớ vào xem và đừng quên là nút đăng ký cũng như là theo dõi và ủng hộ anh em chúng tôi nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Tiến Mai ngấm ngầm đã đi sang kia giao dịch một tác phẩm rồi. Trước đó chúng tôi giao dịch hai tác phẩm ở bên đấy nhá.